Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel review show của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái show cũng khá là hot trong thời điểm hiện nay về vấn đề là coi sàn. Thì bên cạnh một số sàn giao dịch đã thành công như trước đây như là Huobi, Bitfinex và Bitnance, thì đây là một cái sàn giao dịch rất là tiềm năng trong thời điểm hiện tại. Thì ở đây thì cái coin thì có một info rõ ràng và các bạn có thể check cái info của nó trên trên trang là Community Check UK. Thì ở đây là các bạn có thể thấy là cái trang này nó được đăng đăng ký rõ ràng ở cái địa chỉ nè, cũng 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 như là ngày đăng ký của nó nè, thì được quá rõ ràng. Và những cái người mà làm ra cái đồng coin này với cái exchange này cũng có thông tin rất là rõ ràng nằm ở đây ha. Đây. Và thứ hai là mình sẽ giới thiệu cho các bạn tới cái động cộng đồng của đồng coin này. Thì hiện tại Twitter, trang Twitter của nó đã có 4.000 người theo dõi và 4.000 người following ha. Một con số khá là tuyệt vời trong cái coi sàn trong thời điểm hiện tại và lúc mới ra như thế này. Thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin ở trên một số site là Bitcoin Chat. Ở đây rồi có rất nhiều người quan tâm tới tới 30 người, 30 cái site mà quan tâm tới cái đồng coin này ha. Ngoài ra thì các bạn có thể tìm hiểu thông tin thêm ở một số trang đánh giá uy tín như là Isobank hoặc là Isotop ha. Rồi quay lại với cái trang web, thì giao diện bán trang web là như thế này, và các bạn có thể xem cái số này đây. Thì cái sàn giao dịch này thì để tiện theo theo dõi cái thông tin này thì mình xin dịch cho tiếng Việt cho các bạn có thể theo theo kịp thông tin ha. Thì cái nguyên nhân mà người ta sáng lập ra cái đồng coin này là bạn là tức là sẽ cho mọi người giao dịch trên đây một cách an toàn hơn và đem lại lợi nhuận ha. Mọi thông tin này được public rõ ràng nha các bạn. Đây là info số điện thoại Telegram, thì các bạn có thể tham gia Telegram họ để cập nhật những thông tin ha, bằng cách là nhấn vào đây, nhấn vào Telegram và soi cái nhóm của họ để cập nhật thông tin mỗi ngày ha. Về tem thì các bạn thấy nổi nổi trội nhất là ông Silverhead đây và ông Silvano, là hai cái nhà sáng lập coin và Ritu nổi tiếng đã có 27 năm trong 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 lĩnh vực mà Ritu này và nền tảng blockchain này. Về contact thì các bạn có thể liên hệ họ ở cái địa chỉ dưới đây hoặc là ở Telegram, và từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy từ 9 giờ tới 12 giờ ha. Đây. Ngoài ra thì các bạn có thể tham khảo một số cái blogger viết về cái con này ở đây ha. Cái nguyên lý hoạt động nó như thế nào, contract nó như thế nào và những cái công nghệ mà nó làm nên đồng coin này ha. Startup ngoài ra thì các bạn có thể tham gia chương trình Approve Bounty để kiếm thêm ha. Đấy. Có rất là nhiều đánh giá tốt cho cái đồng coin này nha các bạn ha. Thông tin lịch trình đây,
thì đồng đồng coin này đang hiện tại được 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 đấy, nó được rate trên LDATA hoặc POC DATA nha các bạn ha. Đấy là điều rất tuyệt vời. Thì các bạn có thể mua token bằng bằng cách là đầu tiên là đăng ký cái ví mà ARWallet, sau rồi các bạn chuyển Atom vào cái ví này, thì sau 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 khi mà thì các bạn sẽ nhận được token ha, token có tên là ZER ha. Thì cái phần mà khi mà bạn mua một từ 10.000 L trở lên thì các bạn sẽ hưởng được 100% bonus, hưởng được 100% bonus cho cái việc mua seed này, và 1.000 L thì các bạn sẽ hưởng 50%, 100 thì hưởng 25% và 12% ha. Reserve contract info. Thì cái contract info nó symbol là zip nè, nên là token và Dash 18 và contract ID này đây. Ngoài ra thì các bạn có thể tham gia một tham khảo một số thông tin trên một số trang đánh giá uy tín như là Isopan hoặc là ESO, mình check cho các bạn xem ha. Isopan như thế nào, hiện tại thì nó đã lấy trên coin mắc kẹt rồi các bạn, và hiện tại thì nó chưa được biết trên coin mắc kẹt này, và cũng để mình xem ở super đây. Thì Seed Token thì được đánh giá lên Isoban này là bằng 3.4 rating ha, rating 3.4. Thì token 1 AD thì các bạn sẽ mua được 2.400 token này, và trên nền tảng này là Atom, hard cap của nó là 53 triệu đô và xuất xứ là từ quốc gia là Azerbaijan ha. Đấy, như mình đã nói rồi thì cái đồng coin này là cái xác lập một cái sàn giao dịch và để mọi người thường xuyên mua bán và đầu đầu tư coin như hệ sinh thái là như là chứng khoán và hoạt động dựa trên là cái việc là thu lợi nhuận từ cái phần trăm mà các bạn đã tham gia trade trên đó, nhằm tạo ra một ngành nghề cuối năm thứ ba. Và cái transit này nó sẽ cung cấp cho mọi người một cơ hội sử dụng Zika để là trả phí dịch vụ nè, hô hồ trung gian và bảo hiểm, và cho phép lợi dụng exchange lên tới 20% ha. Đây là một cái coin sàn có nền tảng khá là tuyệt vời ha. Thì đây là một cái bài review của mình về cái token Seed này. Thì xin cảm ơn các bạn và bên mình thế là các bạn có đầu tư để mình nhận chứng minh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.